Kính chào quý vị đang đến với bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam, Sao Pháp luật Việt Nam. Bản tin tổng hợp toàn bộ tin nóng về COVID-19 của chúng tôi đang phát trực tiếp tại địa chỉ www.tvphapluat.vn, fanpage cũng như YouTube của truyền hình Pháp luật Việt Nam và trên Sao Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ sao.báopháp luat.vn. Mở đầu bản tin phòng chống COVID-19 trưa nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi thông tin vừa cập nhật. Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 524.307 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 292.000 ca khỏi bệnh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước ta đến nay là 13.074 ca. Thưa quý vị, tình hình tử vong do COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến, tuy nhiên việc giảm tử vong này còn chậm. Do đó, thì Bộ Y tế đề nghị thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam thực hiện 6 giải pháp để quyết liệt giảm số ca tử vong. Trong đó, thứ nhất bao gồm đảm bảo cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân, huy động tối đa cơ sở vật chất hiện có, rà soát tình hình dịch, thiết lập thêm các cơ sở thu dung, điều trị cho người bệnh. Thứ hai là bảo đảm trang thiết bị cấp cứu, hồi sức tích cực, đặc biệt là chuẩn bị oxy, thuốc, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ nếu xảy ra tình huống xấu và nghiêm trọng. Thứ ba là chuẩn bị về nhân lực có năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu các tầng chuyên môn kỹ thuật, cần đào tạo ngay bác sĩ, điều dưỡng đáp ứng yêu cầu xử trí, cấp cứu, điều trị cho người bệnh, đồng thời huy động nhân lực của các bộ ngành, cơ sở tư nhân cùng tham gia điều trị, tư vấn cho người bệnh. Thứ tư là đảm bảo về quy trình chuyên môn chăm sóc và điều trị người bệnh COVID-19, phân luồng, đánh giá nguy cơ, theo dõi được diễn biến của người bệnh, hạn chế tối đa tử vong tại bệnh viện tầng 1, 2 hoặc trên đường vận chuyển. Thứ năm là tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để tổ chức tốt điều phối, quản lý nhân lực, điều trị cho bệnh nhân, tiếp nhận ca bệnh mới, theo dõi bệnh nhân. Thứ sáu là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi thông tin về chương trình đào tạo trực tuyến về COVID-19. Từ hôm nay, ngày 6 tháng 9, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ triển khai thực hiện chương trình đào tạo khẩn cấp phục vụ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 cho tất cả nhân viên y tế trên cả nước và mọi người dân thông qua hình thức đào tạo trực tuyến. Theo giáo sư tiến sĩ Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường, nội dung chương trình đào tạo sẽ cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên y tế và cộng đồng trong hoạt động chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, xét nghiệm và đảm bảo chất lượng xét nghiệm COVID-19. Khóa học được thực hiện dưới hình thức webinar Zoom và livestream tại fanpage của Đại học Y Hà Nội. Đặc biệt là nội dung của chương trình đào tạo sẽ được cập nhật liên tục theo tuần. Chương trình sẽ diễn ra từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Đến nay thì mọi hoạt động kỹ thuật chuẩn bị cho buổi đào tạo online miễn phí từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày về các chủ đề liên quan đến COVID-19 đã hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại thì chương trình đã nhận được sự khẳng định của 551 người sẽ tham gia và thu hút khoảng 2.400 người quan tâm. Về chiến dịch tiêm vaccine tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 4 tháng 9 là 6.444.826 mũi, và trong đó tổng số mũi 1 là 5.992.514, chiếm trên 84%, mũi 2 là 452.312 mũi và chiếm gần 6%. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 695.513 người. Liên quan đến tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ Y tế cũng có công điện riêng gửi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Đồng Nai đề nghị đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách. Theo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương đã được phân bổ số vaccine đủ để bao phủ mũi thứ nhất cho 100% người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả phụ nữ có thai, sinh sống và làm việc trên địa bàn. Các đối tượng tiêm theo Nghị quyết 21 trên NQCB ngày 26 tháng 2 của Chính phủ. Các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ quyết định theo số 3355 trên QĐ-BIT ngày 8 tháng 7 của Bộ Y tế. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 3 tỉnh trên hoàn thành tiêm mũi thứ nhất cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9 và tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm đủ mũi 1 trong đủ thời gian. Và cũng trong ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân loại
các vùng nguy cơ dịch COVID-19 để tính phương án phòng chống dịch COVID-19 và tiến đến mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày 15 tháng 9. Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng cho biết, đến ngày 5 tháng 9, 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã hoàn thành xét nghiệm đợt 1, riêng đợt 2 đã xong khoảng 80%. Theo đánh giá sơ bộ, tỷ lệ dương tính vùng xanh, cận xanh là 0,8%, vùng vàng là 1,5%, riêng vùng đỏ và vùng cam qua test nhanh, tỷ lệ dương tính đợt 1 là 3,6% so với mẫu xét nghiệm được lấy, và đợt 2 là khoảng 2,7%. Một tin vui cho tiểu thương tại chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến ngày 7 tháng 9, chợ Bình Điền sẽ được sử dụng làm nơi bố trí điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tạm thời từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, bình ổn thị trường và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, qua đó để ngăn chặn việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tăng giá trên địa bàn thành phố. Nguồn hàng phong phú sẽ đến từ nhiều nơi như tại các tỉnh miền Đông, miền Tây, Đà Lạt. Khả năng cung ứng dự kiến từ 100 đến 150 tấn vào một đêm đến các hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các chợ truyền thống đang được phép hoạt động. Theo kế hoạch, tại khu tập kết trung chuyển, mỗi thương nhân tham gia được phép đăng ký 5 lao động. Tùy theo tình hình thực tế, thương nhân có thể đăng ký điều chỉnh tăng nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, với nguyên tắc không an toàn thì không tổ chức. Các thương nhân sẽ phải đăng ký trước cho công ty quản lý chợ các thông tin bao gồm chủng loại hàng, số lượng hàng hóa, số lượng xe cùng biển kiểm soát, họ tên thương lái, giờ vào chợ để được bố trí, sắp xếp vị trí. Tuy nhiên thì hàng hóa không được tiến hành sơ chế tại điểm tập kết. Đơn vị quản lý chợ Bình Điền tiến hành xây dựng phân luồng giao thông một chiều với đường đi rộng 10 mét, đảm bảo đủ khoảng cách cho xe lên xuống hàng và tránh tình trạng ùn tắc. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong chợ thì thời gian này, chợ Bình Điền sẽ được tiến hành khử khuẩn toàn bộ chợ ít nhất là một lần một tuần, khử khuẩn sau mỗi ngày tại các khu vực kinh doanh làm việc. Những người tham gia hoạt động tại chợ đều phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, khai báo y tế điện tử, kiểm tra thân nhiệt tại cổng ra vào và phải tuân thủ nguyên tắc 5K. Công ty chợ Bình Điền cũng bố trí máy sát khuẩn nhanh, khẩu trang y tế dự phòng, thùng rác lớn có nắp đậy tại mỗi ô hoặc là vựa. Thưa quý vị, bản tin trưa nay chúng tôi đề cập đến công tác kiểm soát dịch COVID-19 tại một số địa bàn lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là Bình Dương, từ ngày 6 tháng 9, các huyện thị thuộc vùng xanh ở Bình Dương chính thức kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thay vào đó sẽ thực hiện chỉ thị 15 cộng, tiếp tục tập trung phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giao cho Ủy ban Nhân dân các huyện Bầu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng và Bắc Tân Uyên đã đủ điều kiện công bố vùng xanh, căn cứ tình hình thực tế để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cộng, tiếp tục tập trung phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị 15 cộng cho phép nới lỏng một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại, nhưng hạn chế số lượng người phục vụ và đảm bảo giãn cách. Các cửa hàng ăn uống được bán mang đi, không phục vụ tại chỗ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng lưu ý các huyện vùng xanh có thể cấp thẻ xanh cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và thẻ vàng cho người tiêm 1 mũi vaccine. Tiếp theo là Hà Nội công bố đường dây nóng hỗ trợ cấp giấy đi đường. Công an thành phố Hà Nội cho biết, để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký giấy đi đường theo quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng đỏ trong phòng chống COVID-19, ngoài số hotline đang sử dụng là 069-2194-299, sẽ có thêm hai số nữa là 069-2194-295 và 069-2194-296. Bên cạnh đó, thì Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, từ hôm nay Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách lần thứ tư với phương châm siết chặt hơn nữa, quyết liệt hơn phương án giãn cách phòng chống dịch COVID-19 theo 3 vùng ở 3 cấp độ khác nhau. Công an thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng cắm chốt, các tổ tuần tra, kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm các quy định về phòng chống dịch.
Tiếp theo là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật được từ các địa phương. Sáng ngày 6 tháng 9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin tiếp tục ghi nhận 31 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Và đáng chú ý là trong số này thì có 15 ca bệnh được phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ten Trai và công ty Tiến Thành. Cả hai công ty này đều ở khu công nghiệp Quảng Phú. Cũng trong số ca bệnh được công bố sáng nay thì có 12 ca liên quan đến ổ dịch xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, gồm 10 ca đã được cách ly tập trung và 2 ca tại xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, có liên quan đến ổ dịch xã Nghĩa An, chưa được cách ly. Các ca bệnh còn lại được phát hiện trong khu cách ly tập trung gồm 2 ca là công nhân của công ty Hoya Lens và 2 ca liên quan đến người ngoài tỉnh về Quảng Ngãi đã được cách ly tập trung. Sáng ngày 6 tháng 9, bác sĩ Đặng Thành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông, xác nhận xã Quảng Tính, huyện Đắk Lấp ghi nhận thêm 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ổ dịch COVID-19 phức tạp, chưa rõ nguồn lây. Và các trường hợp này xuất hiện tại hai bon là Bubia và Bù Gách, xã Quảng Tính, có yếu tố tiếp xúc gần, sống cùng nhà với bệnh nhân đã được công bố trước đó. Từ chiều ngày 5 tháng 9 đến nay, cán bộ y tế tỉnh đã làm việc liên tục qua đêm để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng nhằm kịp thời phát hiện, bóc tách người bị nhiễm ra khỏi cộng đồng. Dự kiến là trong ngày 6 tháng 9, lực lượng y tế Đắk Nông sẽ tiến hành xong việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng cho người dân xã Quảng Tính. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định hơn 100 trường hợp có liên quan hoặc tiếp xúc với các ca bệnh. Thưa quý vị, những ngày gần đây, số trẻ mắc COVID-19 nhập viện Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cũng có xu hướng gia tăng. Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, số trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 gia tăng. Có ngày, số trẻ mắc COVID-19 điều trị tại bệnh viện này tăng đến 320 trẻ. Đó là chưa kể có nhiều trẻ mắc COVID-19 nhẹ được bệnh viện khuyến khích cho điều trị tại nhà. Vì môi trường bệnh viện có nguy cơ bội nhiễm, lây nhiễm chéo trong bệnh viện sẽ làm bệnh COVID-19 nặng và nên chỉ trường hợp nào cần thiết các bác sĩ mới quyết định cho nhập viện. Và theo bác sĩ Minh Tiến thì trẻ mắc COVID-19 dưới 12 tháng tuổi, trẻ bị dư cân, trẻ mắc các bệnh nền như bệnh tim mạch, hen suyễn, bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh lý huyết học thì trẻ vừa mắc COVID-19 vừa mắc các bệnh khác như là sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm ruột thừa. Trẻ bình thường mắc COVID-19 khi có dấu hiệu chuyển nặng như thở nhanh, co lõm lồng ngực, SpO2 dưới 93% đều phải nhập viện điều trị. Trẻ dưới 12 tháng tuổi mắc COVID-19 có nguy cơ trở nặng cao. Ngoài ra thì trẻ ở lứa tuổi này chưa diễn đạt được triệu chứng nên có nguy cơ dễ bị bỏ sót. Và trong khoảng 300 trẻ mắc COVID-19 nằm điều trị mỗi ngày tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM thì có khoảng 30% số trẻ dưới 12 tháng tuổi. Nguồn lây bệnh COVID-19 cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, theo bác sĩ Minh Tiến, thường là những người trực tiếp chăm sóc trẻ bị nhiễm bệnh. Còn với những trẻ lớn hơn, sẽ bị lây từ một trong các thành viên trong gia đình vì trẻ em trong những ngày giãn cách này chỉ ở trong nhà. Mới đây, thì Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam đã ký văn bản khẩn gửi tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Trung tâm Y tế tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức về việc cấp phát túi thuốc cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của Sở Y tế TP.HCM và báo cáo số liệu cấp phát thuốc túi thuốc A, B và C hàng ngày từ các trung tâm y tế, số lượng túi thuốc được cấp đến F0 điều trị tại nhà còn chậm. Do đó, nhiều bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà chưa nhận được túi thuốc theo quy định và gây ra tâm lý bức xúc trong cộng đồng. Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, đến ngày 3 tháng 9, tỷ lệ cấp túi thuốc từ trung tâm y tế tới trạm y tế mới chỉ đạt trung bình 55,27% với túi thuốc AB và 36,45% với túi thuốc C. Do đó, để đảm bảo F0 điều trị tại nhà ở TP.HCM được tiếp cận túi thuốc điều trị kịp thời, giảm bệnh nhân diễn biến nặng, thì Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo Giám đốc các trung tâm y tế khẩn trương rà soát, cấp phát túi thuốc cho F0 theo hướng dẫn, tuyệt đối không để các trường hợp F0 điều trị tại nhà bị thiếu thuốc. Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu các địa phương nghiêm khắc phê bình những trung tâm y tế, trạm y tế chậm triển khai đưa túi thuốc cho bệnh nhân.
Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam và Sao Pháp luật Việt Nam. Để xem lại bản tin cập nhật toàn bộ tin nóng về COVID-19 của chúng tôi, quý khán giả có thể xem tại địa chỉ trực tuyến www.tvphapluat.vn, fanpage hoặc là YouTube của truyền hình Pháp luật. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem trên Sao Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ www.sao.baophapluat.vn. Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng gửi về Tòa nhà Bộ Tư pháp 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 0909194000. Ngoài ra, quý vị có thể gửi thông tin về email info@truyenghinhphapluat.gmail.com hoặc bạn đọc@saophapluatvietnam.gmail.com. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin phòng chống COVID-19 tối nay.